chiều đi, anh còn vâng. Hẹn thì hẹn ông cách cũ á, hẹn ông cũ á. À. Hai ông này lên kiếm. À, lại còn cả ông kia nữa. Ờ không sao, kệ nó, không sao cả. Vâng, được rồi, chị chỉ định tại vì là hẹn ông cái ông. Ông này chắc là ông sẽ đi buổi sáng thôi. Tí nữa em sẽ nhắn lại, tại vì ông ấy bảo là để anh xem công việc của ông, tí anh gọi lại. Anh ơi, cho vào cái căn sau biển 01462. Đã bàn giao chưa? Bàn giao rồi anh. 01462. Thì em chết rồi. Vâng. Quán này của cộng quá chuẩn luôn nhỉ. Đẹp lung linh mà mở ra. Có chìa khóa đây này nhỉ. Ông nào mua căn này đầu tiên cũng ngon luôn. Vẫn dán cho thuê nhà trên kia. Tuấn Anh. Sao thằng Vinh mở không vào nhỉ? Em bảo đâu, công an. Sau biển vào. Chắc là đi rồi đấy. Chưa, đi được chưa? Đi được rồi đấy, em thấy thông rồi. Thông đâu? Thông đâu mà thông. Nó đang có hàng rào. Chưa. Đi không rồi. À, tôi tưởng mình đi vào rồi. Chưa thông thôi anh ạ. Chưa thông à? Cái đấy nó sẽ rào đến hết, chắc khả năng đến phải khi bàn giao đấy. Thế á? Nó thi công mà sau nó mở cái này ra trước. Mình chỉ đi đường này thôi. Nó bảo là bảo vệ, nó bảo là nhiều người vào cái căn đấy quá. Tức bảo bọn bảo vệ là thắc mắc nó mẹ em bảo vào bây giờ người ta có việc thì vào. Không có người ta làm cái gì. Chắc là sếp không không bôi trơn. Bôi trơn áo rồi đấy mà nhà người ta. Nhà người ta sao phải bôi trơn này. Bật bộ cần san hô sau này mới thấy. À, thằng san hô với thằng Hải Âu sẽ thoáng. Cái thiết kế của nó làm nó thoáng nhà. Bên này chắc phải ô tô, bên kia phải xe máy. Doanh nghiệp còn khác hẳn. Cái dãy 10 bên mình có căn đây thì sao được 18 hay đây, đây, một trong hai căn này này. Vâng. Cặp này luôn này, cặp này luôn. Đẹp nhỉ. Thoáng không? Thoáng, cái mặt này nó thoáng và cái mặt công viên nó cũng thoáng. À, căn này nó làm shop house luôn này, nó không làm cửa này. Chỗ này kinh doanh luôn. Sở biển 2210. Cấp của nó. Đây căn 2210 này đúng không anh? Ừ. Đúng căn 2210 đây. Đây này, nhà để xe bên này. Vâng. Ủa. Nhưng mà mấy căn đầu này có vẻ đẹp hơn. À thì đúng nhất rồi, nó mặt biển đi rồi. Không, gần đây này, nhau. À thì nó đẳng cấp. Sao cái mặt này nó lại được để kinh doanh nhỉ? Cái mặt Vincom. Đấy, ngày trước. Ơ, cái thằng này là rào đấy. Xe thằng này bán đây là gì? Cho thuê. Cho thuê nhà. Hiệu, hiệu hơn kìa. Cảm ơn mọi người. Cảm giác cái lô đất của nó hình như rộng hơn. Chứ rộng hơn không anh? Hay vẫn 150 nhỉ? Ở đây mới là đỉnh này. Ngay đây luôn. 148m đấy. 150 đấy. Rộng hơn kia là 142. Thank you.
Sau biển Hải Âu 22, khu này được kinh doanh, bàn giao không không hàng rào. Số lượng này nó cũng là limit mà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp, 14 căn song lập, 2 căn đơn lập đầu hồi. Quá. Dạ. Đẹp quá. Cái thứ nhất là anh nhìn quả đường này, nó được hưởng cái quả đường này. 20,5 mét rồi chú. Nó đã là ngon lắm rồi. Đường này 20,5 mét rồi chú ạ. Đường 20,5. Bên cạnh là ngay là bên cạnh là Vincom Megamall luôn. Không, em chỉ thích cái này nó thoáng vì cái thứ nhất là cái mặt đường nó rộng. Cái thứ hai không có hàng rào. Có cái nhà kia sao vẫn có này. Căn đấy lại là ở căn này nó mới là xóm. Căn này gọi là chính là vừa ở vừa kinh doanh là ngon này. Ừ, cái căn này đúng không ạ? Đúng rồi. Đẹp nhất. Hay luôn. Khác kinh con. Đấy là chị. Biển mà. View mà không phải là chỉ căn kề góc đâu mà tận những căn dưới vẫn view được. Em to thích nhỉ. Vâng. Sướng nhỉ. Nó thoải mái, cảm giác bạn bè đến đỗ xe nó. Hai mặt đường to như này luôn. Thế. Nó ngon to này. Như thế. Cái căn số 2 của anh. Hai mặt đường to này luôn. Căn 28 rồi đấy. À. Hai mặt đường to như này luôn. Kinh khủng. Và cả một góc luôn tầm căn bách thì một mặt đường to. Bách đồ ăn. Thế cái căn 1,7. Ừ, 1,7. Kinh khủng thiệt. Thôi đổi tiền. Anh nói căn 1,7 nó như kiểu căn căn 1,7 cái đường chỗ nó cũng là một đường 20,5 ấy. Giọt sầu nào phơi đã trong đêm mong người vô giấc bao đêm ngầm ngồi cõi mơ nghe những chơi với khi bao yêu đừng ngoan em đi mang theo vầng trăng thua nào để một trời hoài nhớ thương chỉ còn hoạt phơ cuộc tình là trái đang không tên con thuyền lướt sóng lên đêm tìm hoài bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài thương nhớ em mang con tim anh về đâu anh xin lỗi vì những gì đã qua vì những năm tháng mình gọi nhau là chúng ta vì những thứ mình đành phải bỏ lỡ vì một người đi còn một người thì ở cứ đổ cho anh hết để mọi chuyện được em xuôi anh sẽ là thằng tội nên làm bậy để em vui vì cuộc đời em mà chẳng từng đau nhưng nỗi đâu có đáng để được gần nhau anh định gọi cho em rồi giả vờ là tình cờ dù biết ở đầu dây em cũng đang mà anh chờ nhưng không anh nhận lòng sẽ không gọi anh sẽ để em khóc để mình em chống chọi vì có lẽ càng đau thì em càng mong quên còn hơn là cứ nhớ để một ngày phải đau thêm giọt sầu nào phơi đã trong tim mong người vô giấc bao đêm ngầm ngồi cõi mơ nghe những chơi với khi bao yêu đương ngó em đi mang theo vầng trăng thua nào để một trời hoài nhớ thương chỉ còn hoạt phơ cuộc tình là trái đang không tên con thuyền lướt sóng lên đêm tìm hoài bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài thương nhớ em mang con tim anh về đâu cứ trách cứ giận cứ đổ hết lên anh nỗi đau càng lớn thì sẽ càng quên nhanh là thằng tôi là đồ khốn là gì cũng được nếu như điều đó làm ý em ngừng ước em nói anh thôi đi thôi làm như mình
chết chỉ từng làm em đau thương. Chỉ là anh đang cố tìm một cách để xoa dịu niềm đau để em thôi ngừng trách. Em nói anh thôi đi thôi làm như mình cao thượng. Anh hẹn gần chết chỉ từng làm em đau thương. Chỉ là anh đang cố tìm một cách để xoa dịu niềm đau để em thôi ngừng trách. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim, mong người vô giấc bao đêm. Ngậm ngùi cõi mơ nghe những trái bơi khi bao yêu đương ngõ màu. Em đi mang theo vầng trăng thua nào để một trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tệ, con thuyền nước sông lên đền. Tìm hoài bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Đi mang theo vầng trăng thuở nào để bầu trời hoài thương nhớ. Em mang con tim anh về đâu? Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những đôi xót xa răng ngàn đời người đành cho ta mật ngọt vội và dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa. Khi đôi tim yêu luôn khát cao sẽ hòa nhịp mắt cả. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những đôi xót xa răng ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Xin con tim yêu hãy cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ. Tầm nhìn 5-10 năm, nhìn 10 năm. Tháng mấy anh? Để em tính chuyển nhà. Mày em tính thôi, em căn đi khu Bắc mà. Em đang ở đâu? Em ở gần Royal City Khương Trung. Cũng thuê đấy à? Thuê ở đây, thuê cái nhà. Thế tính ra đây mà thuê. Mày thuê luôn căn chung cư ở Ocean Park này đấy. Ocean Park anh. Ocean Park nó chưa về tiện ích. Ồ, hoạt động luôn chứ. Sửa hết rồi đấy. Vâng. Sao chân đế nó bàn giao bọn nó đang sửa rồi đấy.